Video dao máy cày 3 bánh GL91 đã qua sử dụng cho khách hàng tại xưởng cơ khí nông nghiệp Vũ Hải, xóm 5, thôn Kim Ngọc 1, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình. Bà con hoặc quý khách có nhu cầu sử dụng xin liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0982 975 256 gặp anh Hải. 0982 975 256. Xin cảm ơn bà con. Video dao máy cày 3 bánh GL91 đã qua sử dụng cho khách hàng tại xưởng cơ khí nông nghiệp Vũ Hải, xóm 5, thôn Kim Ngọc 1, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình. Bà con hoặc quý khách có nhu cầu sử dụng xin liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0982 975 256 gặp anh Hải. 0982 975 256. Xin cảm ơn bà con. Video dao máy cày 3 bánh GL91 đã qua sử dụng cho khách hàng tại xưởng cơ khí nông nghiệp Vũ Hải, xóm 5, thôn Kim Ngọc 1, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình. Bà con